Xin chào các bác, em lên sóng con rửa bát Terra 3, một cái dòng máy ngon bổ rẻ, lành bền, mẫu mạ đẹp, bán rất là chạy. Con này em bán là 3 triệu, bảo hành 1 năm, bảo hành tất cả các lỗi trong vòng 1 năm các bác nhé, trừ vấn đề các bác cắm nhầm điện thôi. Cắm nhầm điện thì bên em hỗ trợ sửa chữa. Một con máy Terra 3 hình thức đã làm trắng đẹp, sạch đẹp, long lanh, lưng tôn thành vách bên này khá là đẹp luôn này. Đây, bên này thì cũng khá là phẳng, một vài vết xước sơn nhỏ nhé, hàng bãi, năm sản xuất 2011, mặt mũi Meca các thứ là Meca, con này đẹp, mã số 8, cái ngon này, rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C các bác, chuyển nhiều chế độ rửa nhé, thời gian sấy các thứ tắt nguồn này, bật nguồn này, thời gian sấy 30-45, kèm giữ khô bát đũa này. Cái đèn này là cái đèn thông gió quá nhá, hẹn giờ này, Econavi tiết kiệm điện, các chế độ rửa nhiều, khoang rửa ok, xếp 12 cái bát con, mỗi hàng này 6 cái, 6 cái cốc, 6 đến 8 cái đĩa, đũa thì bát lô tô, khay để bột rửa, 3 tay phun, khay rác. Con máy nói chung là lành bền rẻ, kinh tế vừa phải, các bác cứ lấy con này cho em nhé. Rửa nó không, tính năng của nó tất cả nó đều giống hệt các cái đời đắt tiền bây giờ, kể cả giống những cái con TH này nó cũng không khác gì cả, không khác gì TH. Chiều ngang này của nó là 55 phân ạ. Con này thì mở cánh ra một trên một dưới, cao tổng thể cả cánh mở là 65, chiều dày của máy là 35, năm sản xuất 2011 đấy. Khi các bác lắp thì các bác lưu ý cái phần chiều cao của nó. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với em theo địa chỉ này nhé. Chào các bác.